Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Ông Vlog. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng chiếc tủ lạnh của Samsung đời mới của 2024 có những cái giao diện như thế này. Thì có cái bảng điều khiển điện tử của nó rất là giống nhau. Đấy, và các chức năng đều tương đồng như nhau, đúng không nhá? Chỉ khác nhau về phần thiết kế cái phần mặt thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đi tìm hiểu vài phút video xem là cách sử dụng nó như thế nào rồi nhá. Các bác nào yêu mến em thì nhớ dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Rồi đầu tiên thì em xin đi về các cái cách sử dụng. Mọi người sẽ mở ra một con tủ lạnh của Samsung, nó sẽ có một cái khu vực như thế này. Khoang này, đúng không ạ? Đấy. Khoang này. Có lấy nước ngoài này, có làm đá tự động này, có ngăn đông mềm, ngăn chuyển đổi đa năng này, đúng không ạ? Đây, thiết kế cũng khá chỉ là giống nhau. Em sẽ cho mọi người xem một cái dòng tủ mà bên nhà sản xuất họ đã dán những cái đề can hướng dẫn sử dụng rồi để hướng dẫn cho các bác cho dễ nhá. Đây. Đây con này. Là đã được dán đầy đủ các cái đề can ở đây rồi. Con này thì có tính năng là lấy nước ngoài này, làm đá tự động này, ngăn đông mềm, đầy đủ tính năng luôn. Đó ạ. Đây là khu vực lấy nước ngoài chắc ai cũng biết rồi. Đó nhá. Thanh gạt nước các bác chỉ cần gạt vào đây thôi là nó ra nước. Thì để mà ra được nước ở đây thì mọi người phải đổ nước vào bên trong. Đúng không ạ? Các bác xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở ra nhá. Đấy, xong nó đậy nắp vào thì ngay xoay cùng chiều kim đồng hồ là chúng ta sẽ xoay được. Để em sẽ zoom gần lại nhá. Xoay thế này là mở này. Đấy, đậy vào và xoay lại thì là đóng này. Thì để mà vệ sinh được cái này, chúng ta vẫn vệ sinh được bởi vì nó kín này mà. Nước thì chúng ta để lâu ngày thì nó sẽ bẩn đúng không ạ? Vệ sinh bằng cách bác bậy cái này lên. Đây. Mọi nhìn thấy nó có cái lớp bác cậy này lên nhá. Đúng không ạ? Nó là một lớp nhựa dẻo. Một lớp nhựa dẻo thôi. Đấy, các bác cậy hẳn lên, cậy hẳn ra ngoài. Cậy thì đây, đằng sau là có cái cậy này, cậy đằng trước đây. Đấy, đúng không ạ? Mọi người cậy lên thôi. Xong chúng ta bỏ ra vệ sinh nhá. Đây là chúng ta lại đậy nó vào. Ok chưa? Sau đó tiếp đến ở phía bên trong để mà chúng ta có khu vực làm đá tự động. Con này có đầy đủ hết mọi người nhá. Làm đá tự động thì ở đây. Thì để mà có đá ở trên này thì mọi người lại phải đổ nước. Đấy. Không phải đổ nước ở đây nhá. Nước đây nó chỉ là đổ nước để lấy nước ngoài thôi. Các bác sẽ đổ xuống cái ngăn dưới này giúp em. Ngăn dưới đây. Cái ngăn này thì các bác sẽ có cái tay nằm đây. Mọi người rút ra nhá. Đây nó đang dán băng dính, rút ra cho các bệnh nắp này lên. Đổ nước vào cho chúng ta lại đẩy vào. Cái này chưa được 5 lít nước đó, 5 lít nước rất là nhiều luôn. Bác đổ đây nhá. Đấy. Xong chúng ta nước sẽ tự động hút lên, nhưng các bác phải bật nút chế độ đá tự động lên thì nó mới lên nhá. Chứ không bật chế độ đá tự động thì cái khu vực bên này nó mái nó chỉ là một cái ô trống thôi, nó không có đá, bắt buộc chúng ta phải bật lên thì cái khu vực xử lý đá này nó sẽ rơi đá xuống dưới này để chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông ở phía trên, các bác sẽ gạt nút này nhé. Đây, đấy, các bác gạt đây, đúng không ạ? Nó sẽ có biểu tượng nhiệt độ này, các bác nhìn thấy, trên là đông, dưới là mát này. Các bác điều chỉnh nhiệt độ thì các bác gạt ở mức mắc lên trên cùng này sẽ là điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông kịch kim, đúng không ạ? Gạt xuống dưới này. Trung bình. Đây là min các bác nhá. Các bác cứ để mức trung bình giúp em. Ok. Nhà sản xuất thì mặc định nó để trung bình rồi. À, họ để trung bình rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm thêm đá thì mọi người sẽ mua thêm các khe để vào đây nhá. Đừng đổ nước vào đây. Cái này khu vực chứa đá thôi. Đổ làm thêm khe, mua thêm khe để vào đây giúp em là được. Phía dưới là chúng ta có cái khu vực quan trọng nhất của chúng ta, đó chính là khu vực căn chuyển đổi đa năng. Để điều chỉnh được thì đây nhà sản xuất họ đã để cho chúng ta 4 chế độ khác nhau rồi cho cái ngăn này. Ngăn nằm mát này, ngăn thịt cá này, ngăn đông mềm này và ngăn nằm động nhanh. Thế để mà điều chỉnh được nhiệt độ của từng ngăn một thì chúng ta sẽ xem cái bảng hướng dẫn để sử dụng ở đây. Đây các bác nhé. Đầu tiên là nhiệt độ của ngăn mát. Để mà nó thành ngăn mát thì chúng ta sẽ gạt cái thanh. Đây em sẽ zoom lại nha. Để nó thành ngăn mát thì các bác sẽ gạt cái thanh đó sang mức min. À mức mắc các bác nhé. Mát đây. Bác gạt sang đây. Để cho em nhiệt độ là để cho em điều chỉnh nhiệt độ ở đây, ngăn điều chỉnh nhiệt độ ở đây nhá. Zoom nhỏ lại này. Các bác điều chỉnh nhiệt độ ở đây cho em mức là 3 độ C ở đây. Đây số 3 các bác nhìn thấy không? 3 độ C đúng không? Các bác để cho em ngăn mát ở đây là 3 độ C. Thì đây sẽ là thành ngăn mát đúng không? Tiếp đến là ngăn thịt cá. Ngăn thịt cá thì các bác sẽ gạt xin các bác, ngăn mát thì các bác gạt sang min nhá. Xin các bác. Ngăn mát các bác gạt sang min và để là 3 độ C. Đúng không? Ngăn thịt cá thì các bác lại gạt sang mắc giúp em. Ngăn mát là min, còn ngăn thịt cá các bác gạt sang mắc.
và nhiệt độ vẫn là 3 độ C. Đó. Tức là ở nhiệt độ 3 độ C các bác gạt sang min này thì nó là chức năng là mát. Các bác để thịt cá các bác gạt sang max là để thịt cá. Còn với đông mềm các bác vẫn để cho em là mức max nhưng các bác để cho em nhiệt độ là 1 độ C này. Các bác sẽ điều chỉnh nhiệt độ đây lên 1 độ C cho em. Đúng không? Ok chưa? À, để nó thành đông mềm. Đấy. Sau đó tiếp đến thì chúng ta muốn làm lạnh nhanh. Làm lạnh nhanh thì các bác vẫn để max. Nhưng với nhiệt độ của chúng ta, các bác để cho em chế độ là power cool. Đây, power cool. Đấy. Là chúng ta xong. Còn đối với chức năng làm đá tự động thì mọi người sẽ bấm vào cái nút power cool này, các bác giữ trong vòng 3 giây này. Dưới đây. Đó. Khi đèn sáng ở chế độ on thì là nó bật, off thì nó là tắt. Đúng không? Ok chưa? Còn cái nhiệt độ ngăn mát của chúng ta sẽ điều chỉnh từ 1 độ C, 2 độ C, 3 độ C. Đây em sử dụng gần nhé. 1, 2, 3, 4 và 7 độ C. Cho cái nhiệt độ ngăn mát này. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý giúp em là để ở cái nhiệt độ thứ nhất là các bác để nhiệt độ 3 độ C. Gạt sang bên này thì là mát. 3 độ C gạt sang bên này thì là để thịt cá. 1 độ C gạt sang mắc. Để 1 độ C là đông mềm. Để mắc và chọn bao cun thì là làm lạnh nhanh. Thì đấy là chế độ của các dòng này. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì có mấy cái chế độ đó các bác nếu mà không nhớ các bác có thể chụp lại cái bảng điều khiển này giúp em nhé. Này. Và chụp lại bảng điều khiển này giúp em. Đấy. Để mà chúng ta ghi nhớ. Tiếp đến chế độ cuối cùng đó chính là chế độ Smarting. Đây. Smarting. Cái chế độ Smarting này là chế độ kết nối ứng dụng Smart từ điện thoại lên để mà điều chỉnh được cái chiếc tủ lạnh này thông qua ứng dụng Smarting. Thì hệ sinh thái Smarting của Samsung rất chi phong phú dành cho TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Rất chi phong phú. Cái này thì nó tương đối khó một chút thì chúng ta sẽ có một cái video tiếp theo. Đấy, video này em chỉ hướng dẫn các bác cách sử dụng thôi để cho nó hợp lý. Còn đâu đó các cái ngăn này thì chắc các bác biết rồi. Mọi người cứ để đúng cái thực phẩm của chúng ta. Từ ngăn mát xuống ngăn rau củ quả, ngăn cánh tủ, ngăn đông. Mọi người để thì các cái chức năng của tủ thì hoàn toàn là giống nhau mọi người nhé. Con nào cũng thế. Con này thì có lấy nước ngoài. À, chứ có làm đá tự động nhưng không có lấy nước ngoài. Thì các bác cắt bỏ cho em cái chức năng là lấy nước ngoài đi. Các bác vẫn sẽ có các khu vực thanh gạt. Đấy, 4 chức năng như vậy. Đúng không? Cái này thì họ không dán để nhưng mà các bác cũng sẽ biết được là nó có đầy đủ 4 chức năng đấy. Cái kia là dán thì em sẽ chỉ cho các bác sẽ dễ hơn. Còn con nào cũng sẽ có ngăn chuyển đổi như thế mọi người nhé. Con nào cũng sẽ ngăn chuyển đổi như vậy. Đấy. Nó chỉ khác nhau về phần lấy nước ngoài hoặc không có lấy nước ngoài thôi. Hoặc là con có đá hoặc là không có làm đá thôi. Còn đâu đó thì cách sử dụng ngăn đông mềm, ngăn chuyển đổi con nào cũng giống nhau. Ok thì các bác nào mà còn thắc mắc, còn chưa hiểu về các dòng sản phẩm tủ lạnh của Samsung sử dụng như thế nào, các bác để lại comment ở phía dưới giúp em nhé. Thì em sẽ tìm hiểu và chia sẻ thêm cho các bác trong các video lần sau. Đấy, và em xin đong xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.